Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Mỗi thứ hai hàng tuần chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony từ công ty FMG. Là chào anh Anthony. Dạ, mình chào anh. Kính chào quý vị. Hôm nay ngày lễ tổng thống, anh không nghỉ, văn phòng không đóng cửa. Quý vị thấy anh cũng có làm việc như thường, không có gì là thay đổi cả. Anh cũng cho chúng tôi biết anh rất vui bởi vì chương trình của Leader Sài Gòn TV trên Galaxy 19 đi khắp tiểu bang và kể cả Canada nữa, và khán giả của mình, khách hàng có gọi vào thì cho anh. Hồi tuần rồi rất là nhiều cái khách gọi từ Florida, rồi từ Pennsylvania, New York, Virginia, Texas, Hawaii. Dạ. Vâng. Có nhiều người ái mộ anh lắm. Cảm ơn anh. Gọi vào để họ hỏi xin anh cái information về đầu tư phải không? Vâng, đó thì những cái tiểu bang mà mình có thể mình tiết kiệm được cái năng lượng của khách hàng đó thì giờ mình có giúp quý khách đó. Còn những quý khách mà trong California đó thì mình có cơ hội để mà so sánh bảo hiểm. Vâng. Chỉ cần so sánh thôi, cái là ý anh nói là chúng giúp cho công ty của anh có thể so sánh bảo hiểm cho quý vị. Và qua đó anh chia sẻ những cái thông tin liên quan đến đầu tư. Và cái chuyện đầu tư đó thì cũng tùy, một lần nữa anh nhắc lại cái chuyện đầu tư nó rủi ro như thế nào đi anh. Dạ, không thì thứ nhất là mình có phải lâu lâu mình phải lặp lại những cái lời nó gọi là disclaimer, đó là những cái mà past performance nó sẽ không có guarantee future result. Rồi đầu tư theo cái sự rủi ro riêng của mình. Đầu tư không bao giờ đầu tư quá những cái gì mình chấp nhận để mất. Đó là mấy cái lời mà Anthony sẽ lặp đi lặp lại thông thường. Cái phần đầu tiên mà Anthony nói đó, thành quả đạt được trong quá khứ không có nghĩa là tương lai sẽ đạt được cái lời đó. Tức là những gì mà trình bày đó là công ty này đang lời dữ lắm, quá khứ lời dữ lắm, không có nghĩa là nó sẽ lời trong tương lai. Cho nên tất cả những cái gì mà thông tin chúng tôi gửi đến quý vị là có cái sự rủi ro đi kèm. Quý vị cần phải biết điều đó để tránh nói rằng ô, tôi nghe anh Tony bây giờ tôi mất hết tiền vì tại anh hết. Cái đó cũng không có đúng. Cho nên quý vị hoàn toàn những gì anh đưa ra là thông tin để cho quý vị nghe, hiểu biết thế thôi. Còn quý vị một khi bỏ tiền xuống rồi là rất là cẩn trọng. Và một anh Nhân nói đó, khi mình bỏ tiền xuống rồi là nên, nếu mà mất á, thì coi như, nếu mà rủi ro thì nó mất thì mất, thì cũng không ảnh hưởng đến cái chuyện mình đang sinh sống, phải không? Dạ, vâng. Thì mình chích ra một phần nào mình có thể mình chấp nhận là ok, cái phần đó lỗ, có thể phần lỗ. Mất. Dạ, vâng. Với lại Anthony đầu tư thì đầu tư là mua một cái cổ phiếu là trong một thời gian lâu, chứ không phải là bán mua sáng để bán chiều. Theo không, kiểu Warren Buffett. Dạ, vâng. Thì theo cái công ty Foxconn hồi tuần rồi Anthony có nói đó, thì nhiều khách hàng gọi vào thì Anthony có khuyên là nếu mà quý vị đầu tư dưới cái dạng mà Roth IRA thì nên. Thứ nhất là tại vì Roth IRA là những cái gì bỏ vào, những cái gì lời là tax free hết. Rồi khi mà khi mà quý vị retire, nếu mà cái quỹ Roth IRA nó trên 5 năm, quý vị trên 59 tuổi rưỡi là những cái gì mình lời là tax free hết. Imagine. Roth IRA quý vị. Vâng. Đó thì cái Roth IRA là Anthony rất là thích, tại vì trong tất cả những cái quỹ hưu trí hình như là có 7 cái. Anthony thích cái Roth IRA nhất là tại vì số tiền là cũng như là mình đóng thuế trước. Đúng. Hay không? Sau này mình không có đóng thuế. À, những người 50 mấy tuổi hay bao nhiêu thì là mới được 50 tuổi phải không anh? Thì được đóng thêm. Dạ. Thì cái đó là nó gọi là catch up. Thì năm 2009 đó, thì quý vị là trên 50 thông thường đó là 5.500 cho 2018, nhưng mà năm 2019 đó, cái contribution nó lên là 6.500. Dưới 50, trên 50 thì cộng thêm 500 tức là 7.000. Quý vị có thể bỏ vào năm 2019 là 7.000 tối đa. Còn người phối ngẫu thì sao? Cũng vậy luôn hay sao? Cũng vậy. Cho hai vợ chồng được gần 13.000 một năm. Thì cái số mà bỏ vào nó gọi là contribution nó sẽ bị giảm đi bằng cái income của mình.
Yeah. Thì trong 2019 đó là cái tiền income mà hai vợ chồng đó nó sẽ bắt đầu giảm đi là từ 193.000. Yeah. Và nói về cá nhân đó thì là 122.000 bắt đầu nó giảm đi. Đó. Thì cái quỹ Roth IRA đó thì thứ nhất là mình thấy là khi mình về hưu là mình không phải đóng thuế rồi. Yeah. Yeah. Thì mình đóng trước rồi. Dạ đúng. Yeah. Dạ. Rồi khác với lại những cái quỹ IRA khác, khác là những cái quỹ hưu trí khác là những cái số tiền trong cái Roth IRA khi mình đi đó thì chuyển nhượng những cái số tiền đó cho con cái thừa kế đó thì không phải đóng thuế. Con cái có lấy ra cũng không bị đóng thuế bởi vì bố mẹ chúng đã đóng thuế rồi. Yeah. Thì cái quỹ Roth IRA thì như hồi nãy mình là có hai điều kiện mà tax free, đó là thứ nhất cái quỹ Roth IRA trên 5 năm, thứ hai là 59 tuổi rưỡi. À. Nhưng mà nếu mà quý vị mà có muốn lấy ra nữa đó thì chỉ có đóng tiền phạt với đóng thuế trên cái phần lời. Chứ không phải là phần vốn của mình. Nhưng mà tôi nghe nói gì đấy, anh được lấy ra bao nhiêu phần trăm lúc đầu một lần một phần không? Cái đó là khác những cái đó là anh nói về những cái traditional IRA, traditional IRA. Còn cái này cái Roth IRA là thì anh chỉ bị phạt với lại đóng thuế trên cái phần lời thôi. Nếu lấy trước 59 tuổi rưỡi. Dạ, yeah, yeah. Nếu mà lấy trước 59 tuổi rưỡi. Yeah. Vâng. Đó thì cái với lại cái contribution đó mình đo đến 15 tháng 4. Thay vì 401k là cuối năm. Đó là có nhiều lý do mà Anthony rất là thích về cái Roth IRA. Nếu mà quý vị nào mà trong cái tax bracket thấp, low income đó, thì coi lại cái 401k của mình có nhiều hay là không. Nếu mà không có nhiều đó, tại vì mình đóng thuế ít, nên convert qua Roth IRA. Yeah. Đó, thì đóng thuế trước thì sau này thì mình sẽ không phải đóng thuế. Coi như bây giờ nếu mà từ bây giờ tới ngày 15 tháng 4 quý vị có đủ thời giờ để nếu mà năm nay chưa bỏ tiền đầu tư của mình vào Roth IRA thì từ bây giờ đến 15 tháng 4 quý vị có thể bỏ vào được. Yeah, yeah. Không sao. Với lại cái trước khi khai thuế. Yeah, cái đứng chính của tuần rồi đó là Anthony nói là Anthony mở cho mua những cái cổ phiếu của Foxconn cho 4 đứa con đó. Thì thật sự mà nói là Anthony mua 4.000 share của Foxconn của cái công ty bên Taiwan đó. Yeah. Chứ không phải là Anthony mở 4 cái account của mấy đứa nhỏ. Yeah. Đó thì khi mà mở cái 4 account mấy đứa nhỏ là rất phức tạp tại vì mình nghĩ là mua 4.000 share là chia cho mỗi đứa thôi. Chứ dạ, mình để mà trong cái will hay cái trust gì ở phần mấy. Rồi nhờ cái Roth IRA bây giờ có một cái cách là có một con cái đi làm part time. Quý vị thì nếu mà cái cậu đó làm cái chừng 5.000 một năm hay là 2.000 một năm thì quý vị cứ nên parent có thể là bỏ ra 100% cái income. Oh, wow. Tối đa là 5.500 hay là 6.500 năm nay. Đó thì mở cho bỏ vào contribute cho con cái của mình. Đó. Còn nó không làm gì hết thì sao? Không được. Dạ, yeah, một cái requirement là mở đó là anh phải có cái lợi tức. Oh man. Yeah. Quên nói, muốn nói gì mà quên. Yeah. Oh, anh sẽ có cái saver credit. Nếu mà cái anh mở cái Roth IRA hoặc là anh mở cái traditional IRA, nếu mà cái tiền income của cá nhân mà dưới 19.000, dưới 19.000 nha, mà anh có mở contribution của Roth IRA đó thì anh sẽ được 50% saver credit. Cho không khai thuế. Đó thì for a couple đó thì dưới 38.500 sẽ được 50% credit của cái contribution của mình. Và khi mà couple mà làm dưới 64 thì chỉ được có 10% credit thôi. Dạ, cái này là cái dạng credit chứ không phải là refund. Dạ. Yeah. Dạ. Credit để quý vị có thêm tiền để đầu tư thêm nữa. Dạ. Vâng. Thì nên đầu tư cổ phiếu mà Anthony chia sẻ hồi tuần rồi là dưới cái dạng Roth IRA nếu mà được. Yeah. Vâng, tại vì vì ngay bây giờ đó là anh có thể anh bỏ vào nếu mà anh dưới 50 anh bỏ vào 5.500 2018, anh bỏ 6.500 2019 một lúc. Dạ. Yeah. Ồ được. Dạ, yeah. Tại vì anh vẫn còn có thời gian để bỏ cho 2018. April 15. Ngay bây giờ vâng. Qua tôi vâng. Hầu như không có anh là tôi không biết gì hết. Nhưng mà thêm một câu hỏi nữa rất quan trọng đó. Ok, bây giờ đồng ý tôi có tiền rồi bỏ vào Roth IRA theo lời anh. Tôi bỏ tôi mua cái gì?
tôi mua cái gì để sinh lợi, cái đó mới là cái nhức đầu nhất đó, phải không anh? Không biết mua cái gì bây giờ. Thì cổ phiếu thì thấy nó đầy rẫy hết. Nếu mà quý vị ở trên ở trong California cứ gọi cứ gọi văn phòng FMG. Rồi. Mà quý vị những cái tiểu bang khác thì nếu mà văn phòng có thể mà tiết kiệm năng lượng cho quý vị thì thì Anthony phải chia sẻ. Thì những cái gì Anthony mua, những cái gì Anthony bán thì Anthony phải chia sẻ trên đài hoặc là trên điện thoại. Nếu mà quý vị theo dõi những cái chương trình những lần trước đó, anh đưa ra rất nhiều chi tiết liên quan đến các công ty vững vàng của Mỹ mà lời không có nhiều nhưng mà mỗi một năm cũng được 5%, 7%. Những cái đó nếu quý vị muốn ăn chắc mặt bền thì là mình chọn cái đó, phải không anh? Dạ, vâng. Thì tuần tới là Anthony sẽ mention vào những cái ETF. Thì hồi xưa này là Anthony vẫn thích là ETF. Tổng thì, tại vì cái chi phí nó thấp. Thì ETF nó lời hơn 7%. Dạ. Có lý vô cùng. Với lại cái công ty cần sa mà mình Anthony hồi tháng 8 đó, mùa 8 đồng bây giờ nó nhảy lên 21. Hồi thứ hai tuần rồi là 19. Anh mua 100.000 cổ phiếu mà. Không 100 xe thôi. No. Mua để mà tìm kiếm thêm những cái lợi nhuận rất là cần thiết. Cho nên đó là những gì mà chúng tôi gửi đến quý vị lúc này. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn anh Anthony. Yeah, cảm ơn anh. Xin kính chào quý vị. Kính lạc với anh để biết thêm các chi tiết quý vị nhé. Và cứ mỗi thứ hai anh sẽ quay trở lại để mà hậu chuyện với quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc nghỉ ngơi thật là nhiều niềm vui và giữ nguyên băng tầng 56.7 của Little Dragon TV theo dõi các chương trình thường lệ ngay sau đây.